Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin mắc mất bao lâu và ăn gì để phục hồi sau khi mắc COVID-19. Nhà báo Sơn Quỳnh viết trên đài tiếng nói BBC về nhu cầu ăn các thực phẩm bổ dưỡng để phục hồi sau khi bạn mắc COVID. Bài báo trích lời của giáo sư Philip Kander, chuyên gia về dinh dưỡng miễn dịch khoa Y Đại học Swinburne, nói rằng protein rất quan trọng để phục hồi cơ thể bị teo khi mắc bệnh. Ngoài ra là các loại vitamin như A, C, D, E, B6, B9 và B12 giúp khôi phục hệ miễn dịch. Các chất khoáng cần thiết có kẽm, đồng, selenium và sắt. Nếu không ăn đủ các trái cây, rau và thịt sữa có sẵn các chất này, bạn cần uống vitamin D, tức là 10 microgram mỗi ngày, nhất là trong các tháng mùa đông. Vitamin B12 thì chỉ có trong sản phẩm từ động vật, nên nếu bạn là người ăn chay thì cần mua vitamin này dạng thuốc để uống bổ trợ. Đây là hình ảnh một bệnh nhân COVID được tặng hoa chúc mừng sau khi được điều trị khỏi bệnh. Trước đó, truyền thông cũng đã đăng tải COVID-19 chỉ xuất hiện vào cuối năm 2019 nhưng đã có những dấu hiệu rằng có thể mất một thời gian dài để một số bệnh nhân hồi phục hoàn toàn. Thời gian hồi phục sẽ phụ thuộc vào mức độ bạn bị ốm yếu như thế nào. Một số người sẽ khỏi nhanh chóng, nhưng đối với những người khác có thể để lại những vấn đề kéo dài. Tuổi tác, giới tính và các vấn đề sức khỏe khác đều làm tăng nguy cơ bệnh trở nặng hơn. Việc điều trị càng xâm lấn trong thời gian càng lâu thì khả năng phục hồi càng chậm. Nếu tôi chỉ có triệu chứng nhẹ thì sao? Câu hỏi được đặt ra. Hầu hết những người mắc COVID-19 sẽ chỉ phát triển ở các triệu chứng chính như ho hoặc sốt, nhưng họ có cảm thấy đau nhức cơ thể, mệt mỏi, đau họng và đau đầu. Ban đầu là ho khô, nhưng một số người cuối cùng sẽ bắt đầu ho ra chất nhầy có chứa tế bào phổi chết gây ra do virus. Những triệu chứng này được điều trị bằng nghỉ ngơi trên giường, uống nhiều nước và uống giảm đau. Những người có triệu chứng nhẹ thì có thể phục hồi tốt và nhanh chóng hơn. Cơn sốt sẽ thuyên giảm trong vòng khoảng chưa đầy một tuần, mặc dù ho có thể kéo dài. Một phân tích của Tổ chức Y tế Thế giới dựa trên dữ liệu tại Trung Quốc cho biết trung bình phải mất 2 tuần để phục hồi. Đây là hình ảnh bệnh nhân COVID-19 chỉ có thể sốt nhẹ. Nếu tôi có các triệu chứng nghiêm trọng hơn thì sao? Câu hỏi được đặt ra. Bệnh có thể trở nên nghiêm trọng hơn nhiều đối với một số người. Điều này có xu hướng xảy ra trong khoảng thời gian ngày thứ 7 hoặc ngày thứ 10. Sau khi nhiễm bệnh, sự thay đổi này có thể đột ngột, hơi thở trở nên khó khăn và phổi thì bị viêm. Điều này là do mặc dù hệ thống miễn dịch của cơ thể đang cố gắng chống lại, nó thực sự phản ứng thái quá và cơ thể bị tổn thương. Một số người thì sẽ phải cần ở trong bệnh viện để được hỗ trợ thở oxy. Bác sĩ Sharan Javid nói rằng việc khó thở có thể mất một thời gian đáng kể để cải thiện cơ thể đang chống lại viêm nhiễm. Bà cũng nói rằng để mất đến 2 đến 8 tuần để có thể phục hồi với sự mệt mỏi kéo dài. Còn nếu tôi chăm sóc bệnh đặc biệt thì sao bây giờ? Tổ chức Y tế Thế giới ước tính cứ 1 trong 20 người sẽ cần điều trị chăm sóc tích cực, có thể bao gồm được dùng thuốc an thần và đặt máy thở. Sẽ mất thời gian để phục hồi từ trong phòng chăm sóc đặc biệt hoặc chăm sóc tích cực, bất kể bệnh gì. Bệnh nhân được chuyển đến một phòng bệnh thông thường trước khi về nhà. Bác sĩ Allison, trưởng khoa chăm sóc chuyên sâu cho biết có thể phải mất từ 12 đến 18 tháng để trở lại bình thường sau bất kỳ giai đoạn nào trong phòng điều trị đặc biệt. Nằm một thời gian dài trên giường bệnh viện cũng dẫn đến mất khối lượng cơ bắp. Bệnh nhân sẽ yếu và cơ bắp sẽ mất thời gian để hồi phục lại. Một số người sẽ cần vật lý trị liệu để có thể đi lại được. Đây là hình ảnh bệnh nhân COVID đang được điều trị. Do những gì có cơ thể trải qua khi nhiễm viêm nhiễm cũng khả năng người bệnh sẽ bị mê sảng và rối loạn tâm lý. Có vẻ như một số yếu tố được thêm vào với căn bệnh này, đó là sự mệt mỏi do virus chắc chắn là một yếu tố rất lớn. Paul Tozer, nhà vật lý trị liệu tại Hội đồng Y tế Đại học Cardiff đã nói như vậy. Cũng đã có báo cáo từ Trung Quốc và Ý về tình trạng yếu toàn thân, khó thở sau bất kỳ mức độ cố gắng nào, ho dai dẳng và thở không đều, cộng thêm cần ngủ nhiều.
Chúng tôi đã biết bệnh nhân mất một khoảng thời gian đáng kể, có khả năng nhiều tháng để hồi phục. Nhưng thật khó có thể khái quát điều này, một số người chỉ mất thời gian tương đối ngắn trong phòng chăm sóc đặc biệt, trong khi một số khác lại phải thở máy trong nhiều tuần liền. Và câu hỏi tiếp tục được đặt ra là virus corona sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của tôi hay không? Chúng ta không biết chắc chắn vì không có dữ liệu dài hạn, nhưng chúng ta có thể xem xét các điều kiện khác nhau. Hội chứng suy hô hấp cấp tính phát triển ở những bệnh nhân có hệ miễn dịch bị suy giảm quá mức, gây tổn thương cho phổi. Cũng có dữ liệu tin cậy cho rằng, thậm chí sau 5 năm, mọi người có thể gặp khó khăn về thể chất và tâm lý, ông Tost đã nói. Đây là hình ảnh, không phải ai phục hồi sau COVID-19 cũng phải chịu di chứng, tuy nhiên nhiều người trong số họ sẽ bị ảnh hưởng lâu dài dù đã khỏi bệnh. Bác sĩ James Cree, bác sĩ đa khoa và giảng viên y trường đại học Warwick cho biết mọi người cũng cần sự hỗ trợ về sức khỏe tâm thần để cải thiện khả năng phục hồi. Bạn đang cảm thấy khó thở. Sau đó bác sĩ nói rằng chúng tôi cần cho bạn thở máy, chúng tôi cần đưa bạn vào giấc ngủ. Bạn có muốn nói lời tạm biệt với gia đình hay không? Và chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương ở những bệnh nhân nặng nhất này không có gì đáng ngạc nhiên, sẽ có những vết sẹo tâm lý đáng kể cho nhiều người. Vẫn có khả năng, thậm chí một số trường hợp nhẹ vẫn gặp phải vấn đề về sức khỏe lâu dài, chẳng hạn như mệt mỏi. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu người đã hồi phục? Lấy một con số chính xác là khó khăn. Tính đến ngày 15 tháng 4, Đại học John Hopkins báo cáo có khoảng 500.000 người đã khỏi bệnh trong số hơn 2 triệu người mắc bệnh, nhưng các quốc gia sử dụng các phương pháp ghi dữ liệu khác nhau. Một số không công bố số liệu phục hồi và nhiều người nhiễm bệnh nhẹ cũng sẽ bị bỏ qua. Các mô hình toán học đã ước tính có khoảng từ 99 đến 99,5% số người nhiễm phục hồi. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là tôi có thể tái nhiễm COVID-19 hay không? Bệnh nhân COVID-19 hồi phục từ bệnh viện cho biết đã có nhiều suy đoán nhưng ít có bằng chứng về độ bền của bất kỳ khả năng miễn dịch nào. Nếu bệnh nhân đã chiến đấu với virus thành công, họ hẳn đã có một phản ứng miễn dịch. Đây là hình ảnh biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam tính đến ngày 10 tháng 2. Báo cáo về các bệnh nhân bị nhiễm 2 lần có thể chỉ là các xét nghiệm ghi lại không chính xác rằng họ không có virus. Câu hỏi về khả năng miễn dịch là rất quan trọng để hiểu liệu mọi người có thể bị tái nhiễm hay không và hiệu quả của bất kỳ loại vaccine nào. Không có cái gọi là tăng cường miễn dịch. Thật không may suy nghĩ rằng thuốc viên, siêu thực phẩm thời thượng hoặc thói quen khỏe mạnh có thể là lối tắt để giúp cho hệ miễn dịch khỏe mạnh chỉ là tin đồn. Trên thực tế, khái niệm tăng cường hệ miễn dịch không có bất kỳ ý nghĩa khoa học nào. Có 3 cấu phần khác nhau trong miễn dịch, bà Aiko, nhà miễn dịch học tại Đại học Yale đã nói như sau. Bắt đầu với những thứ như là da, đường thở và màng nhầy, và chúng giúp tạo thành hàng rào trước mầm bệnh. Nhưng một khi virus đã vượt qua được hàng rào này thì bạn phải kích thích phản ứng miễn dịch bẩm sinh. Phản ứng này bao gồm các hóa chất và tế bào vốn có thể nhanh chóng tăng cường, báo động và bắt đầu chống lại bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Và khi điều đó vẫn không đủ, chúng ta sẽ khởi động hệ miễn dịch thích nghi, bà nói. Hãy xem triệu chứng của cảm lạnh, đau nhức cơ thể, sốt, đầu óc đờ đẫn, nhiều nước mũi và đờm. Hầu hết những triệu chứng này không thực sự là do virus gây ra. Thay vào đó, chúng do chính cơ thể chúng ta kích hoạt có chủ ý. Chúng là một phần của phản ứng miễn dịch bẩm sinh. Trong trường hợp này, dịch nhầy giúp tống khứ mầm bệnh. Cơn sốt làm cơ thể bạn trở thành một môi trường nóng bức khó chịu, mà đó mầm bệnh khó tái tạo, và những cơn đau nhức và sự khó ở là sản phẩm phụ của các hóa chất gây viêm phổi đi khắp các mạch máu, và dựa vào đó các tế bào miễn dịch biết sẽ phải làm gì và phải đi đâu. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam bắt giữ người từng được xem là anh hùng môi trường. Công an thành phố Hà Nội loan báo rằng họ vừa khởi tố bắt tạm giam bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Green ID, để điều tra hành vi trốn thuế. Thông tin công bố vào sáng ngày 9 tháng 2 nói cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngụy Thị Khanh, 46 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà
Hà Nội để điều tra về hành vi trốn thuế theo quy định của Điều 200 Bộ Luật Hình Sự. Năm 2018, bà Khanh là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng môi trường Goldman, giải thưởng lớn nhất thế giới dành cho các nhà hoạt động môi trường cơ sở. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Truyền thông Việt Nam từng gọi bà là anh hùng môi trường qua công tác về kết nối mạng lưới môi trường từ năng lượng xanh đến ô nhiễm không khí. Giải thưởng Goldman ghi nhận họ trao giải cho bà vì nỗ lực giúp Việt Nam loại bỏ được 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide mỗi năm. Trả lời báo chí, bà Khanh từng giải thích, con số 115 triệu tấn khí thải carbon dioxide mà ban chấm giải ước tính là lượng phát thải tránh được khi chính phủ cắt bỏ 20.000 MW điện than trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Kết quả này không chỉ nỗ lực của tôi mà còn của các đồng sự tại Green ID. Nhiều chuyên gia và bộ ngành cùng cởi mở trao đổi đi đến đồng thuận. Nhưng có lẽ tôi và Green ID được nhắc đến bởi chúng tôi đã theo đuổi đến cùng mục tiêu này và cũng là nhóm duy nhất đưa ra con số mục tiêu cần cắt giảm. Theo tiểu sử, bà Nguyễn Thị Khanh sinh ra trong một gia đình nông thôn tại Bắc An, một ngôi làng ở miền Bắc Việt Nam. Giải Goldman nói lớn đến gần một nhà máy nhiệt điện than, bà Thanh Khanh đã phải chịu đựng ô nhiễm và tro bụi của hoạt động nhà máy gây ra và chứng kiến rất nhiều người trong khu vực mắc bệnh ung thư. Bà Khanh theo học lịch sử, tiếng Pháp và ngoại ngữ và từng dự định trở thành một nhà ngoại giao khi bà cũng học ngành ngoại giao. Tuy nhiên, bà đam mê với lĩnh vực môi trường và sau khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu làm về bảo tồn tài nguyên nước và phát triển cộng đồng cho một tổ chức phi lợi nhuận nhỏ của Việt Nam. Vào năm 2011, bà thành lập Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh, viết tắt là Green ID, nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam, quản lý tốt hơn tài nguyên nước, không khí và phát triển xanh. Đây là hình ảnh trang web của Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID. Bà đồng thời là thành viên sáng lập Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam, một mạng lưới gồm 11 tổ chức Việt Nam và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường và xã hội cùng hợp tác về các vấn đề năng lượng của khu vực. Bà Nguyễn Thị Khanh sinh năm 1976, vào thời điểm bị bắt, bà vẫn đang là giám đốc của Green ID. Hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách cũng bị bắt nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn dân sự trong nước. Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 ra thông cáo báo chí nhận định rằng việc bắt giữ nhà báo Mai Phan Lợi và luật gia Đặng Đình Bách của chính phủ Việt Nam cũng là một biện pháp nhằm ngăn chặn tiến trình hình thành nhóm tư vấn trong nước. Nhóm này bao gồm các xã nhóm xã hội dân sự độc lập theo quy định của Hiệp ước Mậu dịch Tự do Việt Nam và Châu Âu, viết tắt là EVFTA. Thông cáo báo chí của tổ chức nhân quyền này nhắc lại việc Công an Hà Nội vào ngày 2 tháng 7 cho công bố việc bắt giam hai nhà hoạt động xã hội dân sự là nhà báo Mai Phan Lợi và luật sư Đặng Đình Bách cũng với cáo buộc trốn thuế. Ông Mai Phan Lợi là Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng, viết tắt là MAC. Còn ông Đặng Đình Bách là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, viết tắt là EPSD. Đây là hình ảnh luật gia Đặng Đình Bách, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững. Cả hai ông Mai Phan Lợi, 50 tuổi và Đặng Đình Bách, 43 tuổi, đều bị khởi tố về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2010. Mức án cao nhất về tội này có thể lên tới 7 năm tù giam. Theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, tội trốn thuế từng được cơ quan chức năng Việt Nam sử dụng để bắt giam một số nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam công khai chỉ trích chính phủ trong những năm vừa qua, như trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, blog Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, nhà báo Trương Duy Nhất và nhiều người khác. Tuy vậy, cũng theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, đây là lần đầu tiên chính phủ Hà Nội nhắm vào hai người từng hoạt động công khai với những dự án bền vững có đăng ký với nhà nước và được cộng đồng quốc tế hỗ trợ. Hai ông Mai Phan Lợi và Đặng Đình Bách là thành viên trong ban điều hành mạng lưới của Việt Nam Gold EVFTA,
Mạng lưới này bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự và hình thành vào tháng 11 năm ngoái. Mục đích của mạng lưới Việt Nam Co EVFTA được cho biết nhằm phổ biến thông tin về hiệp định mậu dịch tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, sự hình thành các xã hội dân sự Việt Nam. Ban tư vấn trong nước DAK được thiết lập theo quy định tại chương mậu dịch và phát triển bền vững của Hiệp định Thương mại EVFTA. Ban tư vấn Liên Âu EVDAK được thành lập vào tháng 12 năm 2020 và tiến hành 2 lần hội nghị. Riêng Ban tư vấn Việt Nam VNDAK đến nay vẫn chưa được thiết lập. Tòa án Hà Nội vào hôm 24 tháng 1 kết án ông Đặng Đình Bách, giám đốc một tổ chức phi chính phủ và luật sư bảo vệ môi trường 5 năm tù về tội trốn thuế, chưa đầy 2 tuần sau khi nhà báo Mai Phan Lợi bị tuyên nhiều năm tù cùng tội danh. Đây là hình ảnh nhà báo Mai Phan Lợi. Ông Bách và ông Lợi đều là những thành viên của nhóm tư vấn của Việt Nam về Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu, cùng bị bắt giam vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 và cùng bị truy tố vào tháng 12 cùng năm với cùng cáo buộc là trốn thuế. Theo cáo trạng được đưa ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 24 tháng 1, ông Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền vững, bị kết tội là liên hệ với các tổ chức nước ngoài, đàm phán, nhận các khoản tiền tài trợ để triển khai nhiều chương trình, dự án mà ông Bách cho là phù hợp với tôn chỉ, mục đích hoạt động của trung tâm này. Cáo trạng được tờ báo Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn cho biết, trung tâm của ông là một tổ chức khoa học và công nghệ, chuyên nghiên cứu khoa học và phát triển, triển khai các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực pháp luật và chính sách phát triển bền vững, đã nhận được số tiền hơn 10 tỷ đồng từ các tổ chức trong và ngoài nước. Cáo trạng còn nói rằng, trung tâm này của ông Bách, 44 tuổi, đứng đầu, đã nhiều lần không lập hồ sơ khai thuế, trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách các khoản tiền nhận từ nước ngoài. Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam, trung tâm của ông Bách bị cáo buộc trốn thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Trước đó, hôm 11 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng xét xử vụ án trốn thuế đối với ông Lợi, nguyên chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Chuyển giao Giáo dục Cộng đồng và tuyên 4 năm tù cho cựu Phó Tổng Thư ký tòa soạn tờ báo pháp luật này. Ông Lợi, 51 tuổi, từng là một trong những đại diện xã hội dân sự gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Hà Nội vào hồi tháng 5 năm 2016. Đây là hình ảnh các nhà báo độc lập như Phạm Chí Dũng bên trái, Nguyễn Tường Thụy bên phải và Lê Hữu Minh Tuấn dưới bên phải đều bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông Bách và ông Lợi bị bắt sau khi nộp đơn tham gia mạng lưới Việt Nam Co EVFTA, một nhóm gồm 7 tổ chức dịch vụ cộng đồng được thành lập để phối hợp các hoạt động liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu. Ngay sau khi hai nhà hoạt động dân sự này bị bắt, nhóm tư vấn của châu Âu về EVFTA vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 đã gửi một bức thư đến Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách thương mại Dombrovskis và Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thương mại Denis nêu quan ngại về vụ việc này. Bức thư nói rằng ông Lợi và ông Bách bị công an bắt giam sau khi nộp đơn xin làm thành viên nhóm tư vấn của Việt Nam được thành lập theo chương 13 của Hiệp định Thương mại Tự do. Cũng theo lá thư do bà Chủ tịch của nhóm tư vấn châu Âu ký tên, ông Lợi và ông Bách đều là thành viên trong ban điều hành mạng lưới Việt Nam Co EVFTA, bao gồm 7 tổ chức xã hội dân sự, trong đó có EPSD và MEC, được thành lập vào tháng 11 năm 2020 nhằm phổ biến và thông tin về Hiệp định Thương mại Tự do, cũng như sự cấu thành của xã hội dân sự tại Việt Nam. Lá thư nhắc tới việc ông Bách là người bảo vệ sinh thái ít được biết tiếng trong giới bất đồng chính kiến ở Việt Nam, vì ông tập trung vào hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm giúp đỡ cộng đồng hiểu biết và bảo vệ các quyền của mình. Trong khi đó, ông Lợi là người từng điều hành trang Facebook Góc nhìn báo chí và công dân và diễn đàn nhà báo trẻ, đã bị thu hồi thẻ nhà báo vào năm 2016 với xúc phạm nghiêm trọng danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam qua vụ thăm dò ý kiến và lý do máy bay Kaza 212 của Hải quân Việt Nam cũng mất tích